Anh em có nhu cầu mua các loại lợp ếch là cá cải tiến vành cây, vành kẽm, vành nhựa, các loại bẫy cua, lợp cá chạch và lợp tép, các loại bẫy gắn, các loại bẫy chuột, chúm lương và các loại dụng cụ săn bắt khác thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 037 211 4950 để đặt hàng nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì lâu lắm rồi Hiệp không có ra clip nha cả nhà. Thì trong cũng Hiệp cũng có bận một số chuyện á, buôn bán bẫy ếch, bẫy gắn cho anh em đó, nên chú phần cỡ này nắng quá nắng rồi nha, nắng là tét đầu luôn á. Ra đường ra chút là mệt luôn á nha. Nắng mới chiều nay mới mưa lai gai xuống chút xíu à. Thì mình thấy tình hình nó cũng ok lắm á nha. Mưa mà mưa ít xíu rồi nghe, được vài hột mà chứ không được mưa nhiều nữa. Anh em dùng anh em chỗ nào mưa nhiều chứ chỗ Hiệp là nắng tét đầu luôn á. Thì Hiệp cũng có đầu tư một số cái giớn mini cả nhà. Để Hiệp đặt mấy cái con đường nước này nè. Không biết có anh em bẫy lương đồ có bẫy nhiều không nha. Thì nói chung là hên xui thôi. Hôm nay Hiệp đặt đường nước này cũng mới đào mùa nay à. Đào được chắc được chừng tầm tháng à, không biết có lương không đây, để Hiệp đặt thử nha cả nhà. Đây là mớ cây của Hiệp đúng chút kìa. Còn đây là cái giớn của Hiệp nè. Hiệp lấy một cái ra quay. Hai cái luôn. Đó. Giớn của Hiệp, giớn này là giớn hoành 2.4 nha. Hoành 2.4. 5 dành. 5 dành nha. Đây dành, đây dành. Đó, cái bẫy của mình 5 dành nha. Giớn 5 dành, giớn này 50.000 cái nha, anh em có nhu cầu mua cứ liên hệ số điện thoại Hiệp nha. Giớn này là anh em miền Tây Hiệp là chuyên gia đánh mẫu giớn này luôn. Để Hiệp cần cái giớn này ra nha. Cánh bờ ngang cũng 3m nha. Giớn này bờ ngang cánh 3m, 5 dành, đuôi dài tầm 1m8. Rồi thì để Hiệp chặn xuống cái đường nước này nha. Chung là anh em có đánh lương rồi thì nó sẽ hết lương nha, nó còn ít lương mà không biết tình hình sao. Có thể nó chạy ếch, chạy lương, chạy gắn đồ mình không có biết trước được nha. Mình đánh mình chặn đây hai cái, một cái quay đó, một cái quay ngược lại đây. Rồi mình chặn ngoài kia đường đỡ cái nữa, rồi về mình đi ra ngoài này nè, ở ngoài này còn nữa nè nha, ngoài này mình chặn thêm cái đằng đó nữa, rồi lên trên kia, lên trên sau cái vườn đó đó, vườn cây đó đó là mình đặt thêm cái ngoài đó nữa nha, để Hiệp đặt cái cho cả nhà xem nha. Rồi cuối cùng cũng đặt hai cái xong rồi nha, hai cái câu đầu nhau, chặn hai đầu luôn. Do là tình hình là mình xuống mình đặt mình thấy đất sình nó ít quá nhờ, mới cái mương này mới vừa múc mùa nay à. Nên tỷ lệ dính lương chắc sáng không biết tình hình sao đây, mong là nó sẽ có dính nha nha. Hai cái giớn mình nè. Rồi thì để Hiệp đặt thêm còn ba cái nữa, Hiệp đặt nữa nha nha. Rồi ngày mai Hiệp đi thăm á, Hiệp quay cho nhà xem nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn, hẹn cả nhà sáng mai. Rồi Hiệp chào cả nhà luôn nha. Chụp nha. Rồi ơi sao nay số xui với người ta, mới đặt rồi tối nay người ta khui ra rồi chạy con gì, uổng ba cái giớn Hiệp luôn rồi. Ôi ơi hết ham cả nhà ơi. Mới đặt thì tối ra. Mới đặt chiều mà tối người ta khui ra rồi chạy con gì nữa đâu, đau lòng thì chứ không thể dính được con ếch này nha. Dính được con ếch. Ồ vô gắn chung luôn. Ủa đâu phải. Ếch lương luôn nhà ơi. Ếch lương cái chê luôn kìa. Để đổ ra. Cũng có lý á. Không đến nỗi tệ. Tính kiếm lương mà rút cuộc mới đặt buổi tối, mới đặt tối là chị. Tối người ta chạy xe vô người ta khui nước ra luôn á nha. Này khui tối nè. Chiều á mình đặt xong rồi tối người ta khui luôn.
vô được con cá cá chê cả nhà. Bè. Hai con luôn thấy chưa? Đã hạnh đó. Chị chưa mình lại đây mình dở được con ếch nè, cái này được hai cái chê với con lươn, hai con lươn với mới cá lòng tông. Tiếp cái này à. Xùi quá xùi nha. Nhìn nàng ấy nghe. Này chắc được con lươn. Này được con lươn nữa nha. Quá sụt. Qua bên đây rồi. Cái bên đây khui nước cũng khô gan gan luôn á nha. Ôi ôi. Nó vô một nùi ốc luôn á nhà ơi. Cá bọng gì nó vô một nùi luôn nè. Qua bên đây chiều nay cuốn lên, trưa nay đi rảnh chạy ra cuốn lên mới được cái này. Xui dữ rồi ta. Khmer Hiệp đi sau đây, Hiệp có đặt con gái sau đây nè. Biết cái chạy con gì không? Nước cạn quá cạn à. Chung là ba cái mà mình bị khui nước ra trơn à. Mình còn hai cái là có nước đó. Trong trời vào hai cái này. Cái này kiếm lươn. Chui vô đây. Đặt hai. Cái đằng đây, cái đằng kia thấy nó cũng lên tim, chắc đằng kia có lươn đó nha. Thấy nó cũng có lên tim á. Này sao đây? Có không đây? Không được, không thấy lần tìm hết à. Có luôn nghe nha. Hai ba con luôn nè. Ba cũng con luôn. Im không bốn con hay vậy, năm con luôn. Quay năm con lươn nghe nha, cái cuối nghe nha. Đặt ba năm cái mà ba cái bị khui nước ra hết rồi, tối ta khui ra luôn rồi. Nên còn hai cái, một cái năm con với còn cái này nữa nha. Trong trời vào thấy có dán dán màng nè, kìa có lươn rồi kìa, kìa cả nhà thấy con lươn nó bò không? Ừ, camera chắc không thấy đâu. Rồi rồi, cái này chắc cũng có nhiều lươn hay gì. Mình thấy đàn này một con đó nè, hai con luôn nè, hai con bò nữa nha. Nó xong xong rồi ngon rồi, ngon rồi, cái này ngon. Mấy con đây. Ôi trời ơi. Ôi một bầy lươn luôn á nha. Ôi má ơi. Ôi một bầy lươn luôn. Quá thế quá đắt nha nhà ơi. Cả chục con á nha.
Dạ. Ôi gối ghế hôn thiệt. Dạ. Đây nè, cả chục con luôn. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Cái này coi bộ lấy có lý cả nhà ơi. Quá im rồi. Có hai cái thôi đó cả nhà. Một cái 5 con chạy cái. Cái chạy 5 con. Cái chạy gần cái chục con. Được con ếch nè. Chắc nó thả quá. Cái chạy 5 con, cái chạy gần cái chục con. Mình không có đếm được nha. Quá trời quá đất. Mới có hai cái tại nên nha, nước này nó mới khui vô nè nha. Hôm ngày người ta để nó khô nước á, cái đầu người ta mới khui nước vô á, mát mình quá, lương đi dữ lắm. Dở lên cái mình không tin luôn. Không ngờ nó vô là chục con lươn luôn. Thời buổi giờ mà vô chục con lươn là cũng ngon lắm á nha. Tại vì bây giờ người ta đánh lươn nhiều lắm. Lươn chỗ hẹp là bị lớn lớn không à. Bị lớn là ta bắt sạch rồi. Không nó không để nó bự đâu, chứ lươn đồng á nha. Rồi. À, gọi lên xe. Về, rồi video hẹp đến đây cũng kết thúc nha. Mình xuống 5 cái giớn thì ba cái nó thất bại rồi, ba cái nó bị khui nước rồi. Còn lại hai cái mà nó chạy nhiều đó đó. Phải ba cái kia mà bữa nay mình dời ba cái kia đi chỗ mấy chỗ mà có nước. Là ngon luôn quá nha. Đó, anh em nào có mua nhu cầu mua giớn mini này thì cứ liên hệ số điện thoại hẹp nha, để trên màn hình nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những clip lần sau nha. Bye bye nha.